kính thưa quý phật tử quý đạo hữu gần xa chúng tôi xin thuật lại bài đây năm thìn kêu cha khóc mẹ do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau thiên cơ bất khả lậu thiên cơ bất khả lậu bài vẻ lô tô băng lộ huyền cơ năm do Đức Thầy Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết tại chợ Vườn Chuối Sài Gòn năm 1989, nội dung thiên cơ Thế chiến 3 tận thế hội Long Hòa. Nội dung thiên cơ đó hàm chứa trong con số 2 và con số 3. Thế chiến 3 bùng nổ ở Gaza, Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm năm mèo quý mão, mãi đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ mới luận giải nghĩa là sau khi Thế chiến 3 xảy ra hơn một tháng, lời sấm mới được luận giải chính xác rõ ràng. Thế chiến 3 kéo dài sang năm rồng giáp thìn 2024. Năm rồng 2024 tình hình thế giới càng khốc liệt hơn. Bá già hãy nhẫn đợi chờ xem. Đây năm thìn kêu cha khóc mẹ. Đói viết khổ kêu trời réo Phật, kẻ giàu sang ra thất bị chìm. Thương trần tưởng vậy là yên. Thiên cơ báo trước nhiều điểm xảy ra. Đây năm thìn kêu cha khóc mẹ, thiếu đức ân cô tẻ gió đùa. Tranh giành trước phận hơn thua. Đúng cơ trời định tiết mùa đổi thay. Trong năm thìn khó lay khó chuyển, trời lọc dân xuất hiện phạt trừng. Thảm thương những kẻ kheo sưng, cao mày chót mõ lấy lừng rồi tan. Lớp lửa cháy ngổn ngang thiêu hủy. Lớp nước dâng thành lũy ngã dài. Chờ coi bớ bớ trần ai, vẹn gìn trí cả dâu mày khỏi vong giáp mí rồi đừng hòng thoát khỏi đức ngài thương kêu gọi không dìm lời khuyên chửi rủa không tin nay mai một trận lôi đình nhăn răng kỳ vân ơi phú văn nhiều quá thầy sợ đời hơn cả sợ hùm mó mồm nanh vuốt giữ hung còn gieo ác thảm lạnh lùng cho ta lòng thương chúng xót xa tràn ngập nghĩ số trời định sắp sẵn rồi chắc rằng trần hạo phải trôi thầy thi làm miếng làm mồi thú lan thầy Trúc Xuân luận bàn trò biết. Sắp tới đây náo nhiệt không chung, ba bên bốn phía trùng trùng. Mây đen gần kéo phù trùm khó ra. Thầy tá bút canh ba rơi lệ. Dạn kỳ vân bảo vệ linh hồn, tịnh tu để thấy hoàng hôn. Thiên lôi đã tử chụp hồn thú lang. Đây nhiều nỗi đoạn chàng sắp khởi, thầy cùng trò ôi hỡi khóc dòng. Thôi rồi ẩn tích là xong. Thầy tạm lui bút ngưng dòng thi văn trích cuối thơ đức thầy bần sĩ vô danh gửi kỳ vân cư sĩ, kết tập sấm giảng tinh hoa đàn kinh trang 181-182, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2000, câu sấm, lớp lửa cháy ngổn ngang thiêu hủy, lớp nước dâng thành lũy ngã dài. Ngoài họa bom đạn thế chiến ba, nhơn loại còn phải lâm cảnh thiên tai nước lửa. Sydney, ngày 21 tháng 11 năm 2023 kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.